cái kẹo đậu phía dưới này. Quà tuần bánh này. Con này khó dữ lắm rồi. Ghê chưa? Đó, thiệt khói, thiệt khói. Sao mình chạy dữ vậy? Rồi, cái con này đó là anh mua nhiêu tiền? 42 hả? 42 mà bao nhiêu năm rồi con này á, theo chứ ước lượng như con này bao nhiêu năm rồi? Từ trước tới giờ luôn á rồi kìa. Cỡ bao nhiêu năm rồi chú? Cỡ bao nhiêu năm rồi? Năm 70 tới giờ hả? Còn là anh mua lại là bao nhiêu? 2 năm nay à. Mới có 2 năm rồi ha. 3 năm ha. Vậy là mới sang chủ lên là 3 năm mà còn lại một chủ trước là năm 70. Trời ơi trời. Tôi chạy mấy cày này là ai cũng biết con hay nhất á, là thời của mấy chú này mới biết rồi. Rồi. Là hình như 70 89 2000 hơn 50 năm á chú, thằng quay nó ba gần ba mấy tuổi rồi. Quá vậy. Nó nổi lắm. Rất là kinh khủng đó nha các bạn. Đây là cho các bạn xem cái con này là cái con mà con phạt nè. Con này là nghe cái anh chủ mới nói là nãy là kêu là con phạt. Mình cái này trên của nó không có hiệu, mắc hiệu hết trơn nè các bạn ơi. Đây này không có hiệu hết trơn, mắc hiệu quá rồi. Nhưng mà cái rất là kinh khủng như thế này nè. Đó, cái này ở trong cái màn ảnh thì nó có thấy nó gọn gàng ha. Nhưng mà ở phía bên ngoài mình nó kinh khủng lớn, dữ lắm lớn. Cho các bạn xem. Cái con này là nó nãy ông chú nãy nói là trên đó là năm 70 rồi tới bây giờ á. Này nó có ba số gì nè. Đó, số này số nó là số gì mà cũng không có rõ. Đó. Quá trời rồi. Đây là phẹt 75 rồi chưa ha. Dạ. Dạ yeah, được ông chú mà hướng dẫn. 75. Có lợi phẹt chứ phải chưa là con phẹt không? Không phải em mà ép không? Phẹt ha, phẹt 175. 175, thầy thưa.
1970. 70 thì tới bây giờ nó 70 đến năm 2000 thì ba chục mà giờ tới 2020 là 50 cho 50 năm rồi các bạn ơi. Quá trời rồi. Là cái làm hủi chạy cái này là gan tay cũng khá là ngọt, rất là ngọt. Còn cái bánh này gai lì, gai lì. Hồi nãy chủ anh chia sẻ là nó con này là cấp mà anh mua mới 3 năm nhưng mà đem về mà đưa xuống mà cái công ty Achaco mà bến đá Achaco của Chi Tôn đó các bạn, chúng nó để mà ủi đá. Con này mà đem đi ủi đá thấy ấn không? Cái này là được đấu cầu. Đây là cái cầu trước của nó nè. Cái cầu trước của nó được đấu như thế này à. Đó, cái cùi nó lại sau này rất là ngộ các bạn. Đi bên hông nè. Thấy không? Đây nè. Ở trong này có đâm ra. Cái này nó có cái cùi của cái ấy nè. Cái tăng lên. Đó. Đi đầu ở đây nè. Vô đây. Chỗ này là cái hộp nhông của nó trước đó nha. Của cái mà cái cầu trước này. Còn ở phía sau đất này nó để cái cục tạ này mấy trăm ký chứ lô chứ không có nhẹ nha các bạn. Quá trời cục tạ này. Để đây có cái này là để lúc trước mà ủi ba cái đá, xúc ba đá lên đó các bạn, đừng mà khi mà cho nó cân bằng cái đít lại cho nó nặng đó, để đá ở trước, nếu mà nó nặng quá thì nó sẽ bật đầu đít lên. Bây giờ mới để được đá này lên nè, nhưng mà bây giờ đang nghỉ ủi đá rồi, nhưng mà giờ người ta vẫn để là cái cục đá này ở đây. Bánh cào tới gần cổ rồi nè, quá cao rồi. Cái bồ khối rồi. Con này đổ rồi, này yếu rồi. Cái này là cái mua nó ra nè. Dán ở đây. Để đây, mua chế để đây nè. Làm gì nó vậy đó. Tôi bắt